Dạ, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì bài trình bày của tôi ngày hôm nay là vai trò của chủng ngừa ho gà ở bệnh nhân bị hen phế quản. Và chúng ta biết cái bệnh ho gà lâu nay chúng ta có thể không gặp hay là không nghe nói, bởi vì chúng ta đã có vaccine rất là tốt trong một thời gian dài, và cái tỷ lệ ho gà ở trẻ em nó càng ngày nó càng ít đi. Tuy nhiên dạo gần đây thì cái bệnh ho gà này cũng đang được gọi là neo lại, bởi vì hiện nay cái tỷ lệ bệnh đang có vẻ như là gia tăng, và đặc biệt là những người mà có bệnh nền thì khi mà mắc ho gà thì họ sẽ có những cái biểu hiện nặng nề hơn. Và nhắc lại, cái con ho gà là một cái con trực khuẩn tên là Bordetella pertussis. Và khi cái con này nó xâm nhập vào trong đường hô hấp của chúng ta thì nó sẽ có nhiều cái gọi là cái cơ quan bộ phận ở trên cái con virus này, nó giúp cho cái con, xin lỗi, con vi trùng này, nó giúp cho nó có thể là ức chế cái quá trình thực bào của hệ miễn dịch của chúng ta, nó ức chế cái sự di chuyển của các lông mao để trong đường hô hấp để đẩy cái con vi trùng này ra ngoài, và nó làm cho cái con vi trùng này có những cái màu tím ở đây là nó dễ bám dính lên niêm mạc của đường hô hấp hơn. Và đặc biệt là cái gọi là cái độc tố của ho gà là pertussis toxin này, nó làm cho biến đổi, thay đổi cái miễn dịch, và đây là một cái độc tính chính, một cái tác nhân chính gây ra cái tình trạng nặng nề của cái bệnh ho gà. Và khi người bệnh mắc ho gà thì họ sẽ có những cái biểu hiện như là ho là ho rất là dữ dội, ho mà không kìm nổi, và thường thường thì ho về ban đêm và làm cho bệnh nhân rất là mệt mỏi khi mà người ta không không ngủ được vì ho. Vài ngày sau là đã thấy là đã cơ thể đã gọi là rã rời rồi. Và bệnh này có một cái đặc điểm là cái ho này nó kéo dài, nhiều khi nó kéo dài hơn 3 tháng ho liên tục như vậy. Cho nên những đứa trẻ mà bị ho gà thì người lớn rất là sốt ruột, còn những người lớn mà bị ho gà thì cũng rất là nặng nề. Và đặc biệt nếu như chúng ta có những cái bệnh lý hô hấp như là hen hay là CBD mà kèm theo ho như thế này nữa thì những cái triệu chứng khó thở nó sẽ xuất hiện dễ dàng do cái hiện tượng kích thích hô hấp của chúng ta. Và khi mà ho nhiều như vậy thì nó sẽ có những cái biến chứng, và người ta thấy rằng tới 25% những người lớn mà bị ho gà sẽ gặp những biến chứng này, như là bị bội nhiễm những cái con vi trùng khác gây ra viêm phổi, ho dữ quá, đặc biệt là những người có những cái gọi là cái bệnh nền về hô hấp, đặc biệt như bệnh lao chẳng hạn, lao phổi cũ, làm cho cái màng phổi, cái độ chắc bền của nó kém đi, và khi ho với một cái cường độ cao như vậy, kéo dài như vậy thì có thể gây ra tràn khí màng phổi, hay là gây ra thoát vị có thể thoát vị hoành hoặc là thoát vị rốn, tức là đại khái là chúng ta ho như vậy làm tăng cái áp lực ở trên phổi, làm tăng cái áp lực ở dưới bụng luôn, và nó gây ra thoát vị, và nhiều trường hợp mà có thể gãy xương sườn luôn là do cái động tác ho dữ dội quá. Thì chúng ta sẽ biết là có những cái biến chứng như vậy ở những người ho gà. Nhưng mà cái điều đặc biệt hiện nay chúng ta trong cái đại dịch Covid này, chúng ta quan tâm tới một cái đặc tính của virus, đó là cái tình trạng lây nhiễm. Thì cái con ho gà này nó lây nhiễm gọi là còn nặng nề hơn cái virus SARS-CoV-2, bởi vì cái hệ số lây nhiễm của SARS-CoV-2 là khoảng chừng 3 tới 5 thôi, còn hệ số lây nhiễm của vi trùng ho gà là tới 12 tới 17. Chúng ta thấy là một cái tỷ lệ lây lan rất là mạnh, cho nên nếu một người trong gia đình mắc bệnh thì đa phần những người ở trong gia đình đó đều bị nhiễm cái con vi trùng ho gà hết. Và hiện nay á, nó có một cái tỷ lệ là nó đang dần dần phổ biến ho gà ở người lớn, ở những người trưởng thành, không chỉ ở các nước mà đang phát triển, hay là những nước có nền kinh tế trung bình, mà cả những nước đã phát triển rồi, những nước tiên tiến, nó vẫn có một cái tỷ lệ gia tăng của bệnh ho gà. Và chúng ta thấy, nhìn ở đây, cái dịch tễ ho gà nó thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây trong đầu của các bác sĩ hiện nay, ho gà là bệnh của trẻ em, thì chúng ta thấy một loạt những trường hợp nghiên cứu từ năm 2000 trở về trước đi, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà người từ 15 tuổi trở lên, cái màu cam cam ở đây, thì rất là ít ở những năm đó. Nhưng mà chúng ta thấy là theo thời gian, tỷ lệ ho gà ở những người 15 tuổi trở lên, tức là những người lớn, những người trưởng thành, thì bắt đầu nó gia tăng. Ví dụ như năm 2016 chúng ta thấy là
cái tỷ lệ mà ho gà phát hiện ở trên cộng đồng là chủ yếu ở những người trên 15 tuổi chứ không phải là ở dưới 15 tuổi. Có vẻ như cái việc chúng ta chích vaccine nó bảo vệ ở những nhóm tuổi trẻ này, nhưng mà vaccine nó có một cái thời gian bảo vệ thôi, sau đó nó hết tác dụng bảo vệ thì những cái đối tượng không được bảo vệ đó họ sẽ bị ho gà nhiều hơn. Mặc dù cái bằng chứng về dịch tễ như vậy, nhưng mà trong thực tế có thể có bác sĩ nói à tôi thấy làm lâm sàng đó có gặp ho gà, có thể chúng ta đã gặp những bệnh nhân ho gà. Tuy nhiên những cái biểu hiện ho gà ở những người trưởng thành thì có thể nó nhẹ nhàng hơn ở những đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ dưới 1 tuổi. Cho nên nha, chúng ta có thể thấy bệnh nhân ho đó mà chúng ta không nhận ra, và thường chúng ta có thể cho kháng sinh điều trị các trường hợp viêm đường hô hấp thì nó cũng diệt được con ho gà, cho nên chúng ta không biết rằng bệnh nhân đã từng hay là đang bị ho gà, bởi vì họ nhẹ là một. Thứ hai là họ đã có thể được dùng những kháng sinh trị những cái nhiễm trùng hô hấp khác mà nó trị luôn được ho gà. Tuy nhiên những người đó là những người bình thường, còn những người mà có bệnh nền như là bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì khi bị ho gà họ sẽ bị nhiều cái đợt cấp hơn, và họ tới khám với mình cứ nghĩ rằng à họ có thể đợt cấp do những cái tác nhân khác mà chứ không nghĩ là do ho gà, thì điều đó có thể bị bỏ sót ở trên lâm sàng mà chúng ta không có nhận biết ra. Và trong một cái thực tế hiện nay á, là các báo cáo về những trường hợp ho gà được xác định ở nhiều quốc gia khác nhau, ví dụ như là Trung Quốc, như là Đan Mạch, hay là Ba Lan, hay là Mỹ, người ta thấy rằng có một cái sự chênh nhau rất là lớn giữa cái số lượng bệnh nhân được xác định là ho gà trên lâm sàng với những con số ước đoán từ các nghiên cứu. Các nghiên cứu là người ta lấy bệnh nhân hay là gọi là lấy dân số ở trong một cái quần thể, rồi người ta xét nghiệm coi thử có bị nhiễm ho gà hay không, và từ đó họ tính ra một cái tỷ lệ, sau đó họ nhân lên để coi thử là ước đoán là trên một cái đơn vị là 100.000 người năm, 100.000 người trong 1 năm, hay là 50.000 người trong 2 năm, thì tính ra được là 100.000 người năm, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ báo cáo ở đây ở các nước thì rất là thấp, là những người những ca mà xác định được bằng những cái bằng chứng về bệnh học, về vi trùng học, nhưng mà những cái nghiên cứu ước đoán là con số cao hơn rất là nhiều. Điều đó chúng ta thấy rằng có thể chúng ta bị bỏ sót chẩn đoán trên lâm sàng rất là nhiều, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là những người lớn tuổi mà không có bệnh nền chỉ có thể bị lướt qua. Nhưng những cái đối tượng bị bỏ sót như thế này á, cũng có thể là những cái nguồn là lây cho những cái người có bệnh nền, và những người có bệnh nền có thể có những cái biến cố bất lợi về sức khỏe của họ và nặng nề hơn, bị đợt cấp nhiều hơn mà chúng ta không nhận ra là có thể là từ những cái nguồn lây những người bình thường mà bị ho gà lây cho họ. Và tại sao những cái trường hợp mà ho gà ở những người trưởng thành có vẻ như nó gia tăng, còn những người ở những đứa trẻ thì được bảo vệ tốt hơn, là do cái hiện tượng bảo vệ của vaccine nó chỉ có một thời gian thôi chứ không phải là bảo vệ suốt đời, giống như một số trường hợp chúng ta nghĩ là ho gà có thể chích ngừa từ nhỏ là đã bảo vệ tới tới già luôn thì không đúng. Bởi vì người ta thấy rằng nếu mà chúng ta chích vaccine ho gà, trung bình một số nghiên cứu thấy rằng cái tỷ lệ bảo vệ khoảng chừng 4 tới 12 năm, hoặc là nếu chúng ta bị ho gà rồi thì cái tỷ lệ bảo vệ cũng chừng 3,5 tới 12 năm là thôi. Qua cái thời hạn này có thể chúng ta có nguy cơ bị nhiễm lại ho gà. Và khi nhiễm bệnh ho gà vào, nhiễm virus vi trùng Pertussis vào, thì chúng ta có một cái mối liên quan giữa cái bệnh truyền nhiễm và cái bệnh nền, ở trong đây là nó là bệnh hen. Nếu mà chúng ta bị hen mà chúng ta bị ho gà nữa thì hai cái bệnh đó phối hợp nó làm cho cái diễn tiến bệnh nó nặng hơn. Diễn tiến của bệnh hen nó cũng nặng hơn mà diễn tiến của bệnh ho gà nó cũng nặng hơn, chúng tôi sẽ trình bày ở một số slide kế tiếp. Đây là một cái bài review cũng mới đăng năm 2021 trên cái tạp chí về nhiễm trùng. Người ta coi thử á, là cái ho gà ở những người có cái bệnh nền thì nó như thế nào, và người ta đưa ra một số cái kết luận chúng ta cũng phải lưu ý như sau. Cái thứ nhất á, là ho gà nó có xu hướng gia tăng và trở thành một bệnh nhiễm nhiều ở những người già
hơn là những người trẻ, giống như nãy giờ chúng tôi cũng đang thảo luận. Thứ hai là có một cái tỷ lệ đáng kể những người già mà bị nhiễm cái con ho gà, thì họ trải qua một cái gọi là cái gánh nặng bệnh tật đáng kể, tử vong cũng tăng lên và chi phí điều trị cũng gia tăng. Và trong cái bài này họ review 34 cái nghiên cứu và liên quan tới bệnh ho gà kết hợp trên những người có bệnh nền, thì người ta thấy rằng á, nếu mà nhiễm ho gà trước đó thì làm tăng cái nguy cơ phát gọi là xuất hiện các trường hợp hô hấp mãn tính như là bị hen hay là bị CVD. Có nghĩa là những người mà không bị ho gà thì có khả năng ít bị hen với CVD hơn là những người bị ho gà. Và ngược lại, ở những người bị hen và CVD thì có nguy cơ mắc cái ho gà cao hơn. Có nghĩa là khi mà tiếp xúc với lại cái con vi trùng ho gà thì những người hen với CVD họ dễ bị nhiễm hơn, và khi họ bị dễ họ bị nhiễm thì họ sẽ bị nặng hơn và họ có bị nhiều cái đợt cấp hơn. Nó giống như hồi lâu nay chúng ta đang nói về SARS-CoV-2 vậy đó. Hen CVD thì khi bị nhiễm SARS-CoV-2 vô thì COVID nó cũng sẽ dễ bị nặng hơn. Đã. Như vậy chúng ta thấy một bài review này để cảnh báo là một cái tình trạng quay trở lại của ho gà ở những đối tượng người lớn, và đặc biệt những người nào bị ho gà thì tăng cái nguy cơ các bệnh mãn tính đi đường hô hấp như hen CVD, và ngược lại bị hen CVD mà bị ho gà thì bệnh nó sẽ nặng hơn, họ dễ dễ bị nhiễm hơn và đợt cấp nó cũng nhiều hơn. Một nghiên cứu ở đây cho thấy rằng cái người hen phế quản thì có cái nguy cơ mắc bệnh ho gà cao gấp 1,6 tới 4 lần những người không có bị hen. Tùy theo nghiên cứu, cao nhất là gấp 4 lần. Và khi ho gà vào thì nó kết hợp với hen, ho gà làm nặng lên cho bệnh hen và hen nó làm nặng hơn ho gà như chúng tôi vừa trình bày. Có nhiều cái giả thiết, có nhiều cái lập luận để coi thử tại sao những người mà mắc ho gà thì làm tăng cái tỷ lệ bị hen. Thì đây là một cái bài báo nói về cái giả thiết, một cái giả thiết là cái nhiễm cái con vi trùng ho gà nó thường trú ở trong cái đường hô hấp của người bệnh thì nó làm tăng lên cái khả năng người đó mắc bệnh hen hay là một số cái bệnh dị ứng khác. Người ta thấy rằng khi mà ho gà là cái loại bệnh lây qua đường hô hấp, mà khi người bệnh hít phải cái vi trùng ho gà kết hợp với phấn hoa vào trong cái đường hô hấp của họ, đặc biệt ở vùng hầu họng, vùng mũi, thì những cái gọi là cái dị nguyên này, như là đây là cái bản thân con ho gà hay là cái độc tố ho gà kết hợp với lại các dị nguyên khác như là phấn hoa, nó tiếp xúc với niêm mạc của đường hô hấp trên và nó kích hoạt những cái tế bào trình diện kháng nguyên, và những cái tế bào trình diện kháng nguyên này nó sẽ đi tới những cái cơ quan khác của hệ miễn dịch của chúng ta, như đây là một cái hạch lympho, và tại đây những cái tế bào trình diện kháng nguyên này nó tiếp xúc với những cái tế bào miễn dịch như là TCD4 nguyên thủy, và nó biến cái TCD4 nguyên thủy thành những cái TCD4 hoạt hóa, và những cái TCD4 hoạt hóa này nó sẽ di chuyển vào nhiều ở trong niêm mạc của đường hô hấp, và khi nó gặp những cái dị nguyên như là phấn hoa trở lại thì nó kích hoạt một loạt các phản ứng miễn dịch, gây ra một cái tình trạng viêm, gây ra một cái rối loạn miễn dịch, gây ra tình trạng phù nề niêm mạc đường hô hấp, và khả năng nó phát triển thành bệnh hen ở trong tương lai nó cao hơn. Thì đây chỉ là một cái giả thiết nhưng mà cũng rất là hay, là nếu mà chúng ta bị ho gà, đôi khi chúng ta khỏi rồi nhưng mà những cái độc tố, những cái con vi trùng ho gà nó còn thường trú trong cái đường hô hấp thì cũng có thể làm tăng cái tỷ lệ cái nguy cơ mắc bệnh hen về sau. Một nghiên cứu ở Mỹ từ năm 2011 cho tới năm 2012 với 117 bệnh nhân nhập viện vì ho gà, thì người ta thấy rằng những người nhập viện đó họ có những cái bệnh nền gì. Thì chúng ta thấy ở đây, đối với những người á từ 24 tới 64 tuổi thì cái biểu hiện của những cái bệnh nền như thế này, chúng ta thấy là chủ yếu là các bệnh đường hô hấp là chiếm đa số. Những người từ 65 tuổi trở lên thì sao? Thì cái bệnh hô hấp cũng là chiếm đa số, và trong các bệnh hô hấp chúng ta thấy đây là bệnh hen, đối với người trẻ bệnh hen chiếm 54%,
đối với những người già, bệnh hen chiếm 37%. Dĩ nhiên bệnh già thì bệnh COPD nó chiếm nhiều hơn là do cái đặc điểm của bệnh COPD thường xảy ra ở người già. Như vậy chúng ta thấy rằng những người đa phần những người mà nhập viện vì ho gà là do có cái bệnh nền là bệnh hen. Như vậy nếu mà chúng ta phải phòng ngừa được ho gà cho những đối tượng là hen hay COPD, những người có bệnh đường hô hấp mãn tính, thì chúng ta sẽ có thể giảm bớt được cái tình trạng nhập viện cho bệnh nhân. Và một cái nghiên cứu cho thấy rằng á, nếu bệnh nhân bị hen mà mắc ho gà thì cái triệu chứng ho nó sẽ kéo dài hơn. Chúng ta biết ho gà nó cái ho đã dài rồi mà giờ có người bị hen mà ho gà nữa thì nó sẽ kéo dài hơn nữa. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày cái khác biệt về cái thời gian giữa ho cái ho giữa người có bệnh hen và người không có bệnh hen. Rồi cái triệu chứng ban đêm nó cũng nhiều, làm cho bệnh nhân mất ngủ, là bệnh nhân suy nhược vì cái tình trạng mất ngủ do cái ho này, và cái nhu cầu sử dụng thuốc giãn phế quản trong bệnh hen và trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó cũng gia tăng đáng kể. Chúng ta thấy đây là nghiên cứu so sánh cái nhóm bệnh nhân hen và nhóm không bị hen, thì người ta thấy là thời gian và cái cơn ho kịch phát tính bằng tuần á, thì nhóm bị hen là ho tới 5 tuần luôn, trung bình 5 tuần, còn không hen có 4 tuần, khác biệt có nhiều thống kê. Còn số đêm mà có những cái cơn ho kịch phát nặng, cái nhóm mà hen cái trung bình tới 26 đêm, còn nhóm không hen là 20 đêm. Điều đó chứng tỏ rằng những người mắc bệnh nền như là hen mà gặp ho gà thì cái triệu chứng của ho gà nó cũng sẽ nhiều hơn, nó dài dẳng hơn. Và đi đến một cái hậu quả cuối cùng là chi phí điều trị nó sẽ gia tăng. Đây là một nghiên cứu so sánh cái chi phí điều trị của những người bị ho gà đơn thuần là màu đen và những người vừa bị ho gà vừa bị hen ở những cái thời điểm mà gọi là được chẩn đoán ho gà sau 45 ngày, sau 3 tháng hay là sau 6 tháng, thì chúng ta thấy cái chi phí điều trị của hai bệnh đồng mắc này nó sẽ cao hơn một bệnh rất là nhiều. Điều đó cũng không có gì gọi là ngạc nhiên, bởi vì chúng ta điều trị hai bệnh thì nó sẽ tốn tiền hơn điều trị một bệnh. Nhưng cái đó tiền bạc không nói, mà chúng ta thấy rằng có một cái hiện tượng là bệnh nhân phải chịu những cái tác động qua lại giữa cái hai căn bệnh này, làm cho họ bị gọi là bất ổn về mặt lâm sàng nhiều hơn, diễn tiến nặng nề hơn, và chưa kể là tử vong có thể gia tăng. Đây là một nghiên cứu hồi cứu lại 25 năm y văn để coi thử cái nguy cơ mắc bệnh ho gà nó sẽ như thế nào ở các đối tượng khác nhau, và người ta cũng coi thử là những bệnh nhân bị nhập viện vì ho gà đó thì có bệnh nền như thế nào. Thì chúng ta thấy đây, những người trẻ tuổi dưới 20 tuổi cũng là hen cũng nhiều, từ 21 tới 64 hen cũng cao đây, và trên 65 tuổi bệnh hen cũng nhiều. Và người ta đưa kết luận là những người thanh thiếu niên hoặc là người lớn mà bị hen hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là bị béo phì là cái người có nguy cơ cao bị nhiễm ho gà. Và những người hen với COPD hoặc là những người bị suy giảm miễn dịch thì họ sẽ bị nặng hơn nếu bị nhiễm ho gà, bằng chứng là họ phải nhập viện nhiều hơn là những người mà không có những bệnh nền như vậy. Đó là những cái nghiên cứu tổng kết 25 năm, chúng ta thấy rằng hen là một trong những đối tượng nhạy cảm khi mà bị ho gà. Và điều may mắn là chúng ta cũng có những cái vaccine ho gà kết hợp với những cái phòng ngừa bệnh khác như là bạch hầu, uốn ván, để chúng ta có được một cái vaccine nó gọi là Tdap. Ví dụ GSK có cái vaccine Tdap, chúng ta sẽ ngừa được ba cái bệnh này, và cái Tdap này được chỉ định dùng từ 4 tuổi trở lên. Và nó có hai dạng vaccine bạch hầu, uốn ván, ho gà, một cái là dùng cho trẻ em và một cái dùng cho người lớn. Và chúng ta thấy rằng cái nồng độ kháng nguyên nó có hơi khác biệt giữa hai cái loại này, và người ta dùng cái loại mà có cái nồng độ kháng nguyên thấp này. Ví dụ như là cái Tdap ở đây thì cái này là dùng cho người lớn, nó gọi là Tdap, còn đối với trẻ em nó gọi là DTPA. Thì chúng ta có cái này để làm giảm bớt cái kháng nguyên mà nó ít, thì nó giảm bớt cái tính sinh phản ứng tác dụng phụ của thuốc đối với lại những người được chích. Và qua những cái tổng kết y văn như vậy thì CDC mới đưa ra một cái lời khuyên về vaccine cho những người trưởng thành và mắc bệnh phổi, trong đó có bệnh hen.
Thì bên cạnh cái vaccine mà phổ biến được các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân nên phải được chích, đó là cúm, đó là viêm phổi. Tdap để cái bạch hầu uốn ván, ho gà, đặc biệt là những người Có những cái gọi là cái hen mà nó không kiểm soát nữa, dễ vào được cấp thì cần phải chích ngừa sớm những cái loại vaccine này để bảo vệ cái đường thở của họ, tránh những cái tác nhân mà chúng ta có thể ngăn ngừa được đó nó xâm nhập vào thì nó sẽ gây cho cái đợt cấp xảy ra. Và tại Việt Nam thì Tổng hội Y học Việt Nam cũng trong cái hướng dẫn và quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính năm 2021 cũng đưa ra một cái hướng dẫn điều trị, trong đó có đề xuất là chích ngừa vaccine bạch hầu uốn ván ho gà cho những người chưa tiêm ở độ tuổi trưởng thành, hoặc là cái Hội Y học Dự phòng cũng đưa ra một khuyến cáo là chích ngừa lại Tdap mỗi 10 năm một lần cho những người có bệnh mãn tính, trong đó có bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay các bệnh lý khác như là tiểu đường, tăng huyết áp, suy tim, v.v. Nếu tóm lại thì phần trình bày của tôi có một số cái ý như sau. Thứ nhất á, là ho gà hiện nay nó có xu hướng gia tăng ở những người lớn tuổi, những người trưởng thành. Và ho gà khi mà mắc ở những người có bệnh nền như là bệnh hen hay các bệnh nền khác như là COPD hay tiểu đường, tăng huyết áp, v.v. thì nó làm tăng cái nguy cơ nặng lên của cái bệnh đó, đồng thời cũng tăng cái nguy cơ bệnh nặng lên của ho gà luôn. Cho nên những người có bệnh nền, trong đó có bệnh hen, thì nên được chích ngừa để chúng ta giảm bớt cái gánh nặng bệnh tật vốn có của cái bệnh mãn tính, mà giờ thêm cái ho gà nữa thì sẽ nặng hơn rất là nhiều. Về mặt kinh tế và hiệu quả, người ta thấy là chích một cái mũi vaccine rồi 10 năm sau mới lặp lại để giảm bớt một số cái đợt cấp có thể xảy ra trong 10 năm đó, thì đem lại một cái chi phí thì không bao nhiêu mà một cái lợi ích về bệnh tật cũng rất là đáng kể, và lợi ích về tử vong, tại vì bệnh hen mà nếu mà không kiểm soát tốt có thể là tử vong khi vào được cấp, nó cũng có thể xảy ra nếu mà chúng ta không được bảo vệ. Như vậy tóm lại thì dựa vào những cái bằng chứng đó mà CDC Hoa Kỳ rồi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam cũng đưa ra những cái khuyến cáo chích ngừa bạch hầu uốn ván ho gà lặp lại cho những người có bệnh nền, trong đó có bệnh hen. Và qua những cái phần trình bày, chúng tôi hy vọng rằng có cung cấp được một số thông tin để cho các bác sĩ hô hấp biết được cái chứng bệnh mà lâu nay chúng ta cũng đang lãng quên, và chúng ta có một cái biện pháp bảo vệ tốt hơn nữa cho bệnh nhân hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của mình. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đã lắng nghe.